Hôm 28 tháng 6 tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo những người đồng cấp trong khối ASEAN chớ có can thiệp vào các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền, ông Hun Sen nói Đảng CPP không ủng hộ, đúng hơn là chống lại bất cứ tuyên bố nào của ASEAN ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Các nỗ lực của một số nước ngoài khu vực nhằm huy động lực lượng chống lại Trung Quốc sẽ đem lại những tác động tiêu cực đến ASEAN và hòa bình trong khu vực. Phát biểu của ông được đưa ra trước khi một tòa quốc tế có thể ra phán quyết vào tuần sau về vụ khiếu nại của Philippines đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Campuchia không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, song những năm gần đây đã trở nên thân thiết hơn với Trung Quốc rất nhiều. Trong khi đó, Việt Nam là nước có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc. Philippines cũng có những tranh chấp lớn với Trung Quốc.